Là tiếp theo mang mã số 27 các bạn nhé. Model là TAFVX720. Màu là màu hồng. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng Toshiba. Giá em này là 1 triệu 100 nghìn bao ship cho anh em. Dòng này dòng VIP và vừa nước và vừa xịt tia được các anh em nhé. Lướt qua hình thức cho các bạn sử dụng luôn. Thì đây là chế độ bật tắt đây này, tắt này. Bật thì nhiệt độ nhiệt từ thấp đến cao, dòng phím điện tử. Ok, khi mà đủ nhiệt thì đèn hết nháy anh em nhé, nó sẽ sáng lại, dừng lại. Đây là chế độ test xịt hơi nước ít hay nhiều, bạn chỉnh ở đây. Cần gạt. Đây là cần xịt hơi nước và cần xịt tia. Ở phía trước có một cái đầu để em xịt tia chỉnh cho nước ra. Đây, đã đủ nhiệt thì nó sẽ đứng đèn lại, nó không nháy nữa nha anh em nhé. Đây, hàng có cả hộp nguyên hộp luôn. Đây, xịt nước bạn này. Đấy, xịt nước này, còn xịt hơi đây nhá. Đó đây xịt hơi. Nước ra rất nhiều. Đấy, nước ra ấn mạnh thì nó sẽ ra cả giọt nước luôn, ấn nhẹ nó sẽ ra hơi. Đấy các bạn nhá. Mặt thì đẹp tầm 95%. Dòng hai đầu, chiều dài tầm 22 cm. Và chiều rộng của mặt bàn là cao nhất là 10 cm anh em nhá. Đấy, tổng chiều dài là 22. Rất nhiều lỗ thoát nước ở đây. Cầm rất tầm tay và lặng luôn, đó là riêng con này nó cầm nó lặng phải tầm cân rưỡi cơ nha, không bị móp mép hay là cong vênh cho là các bạn nhé. Đốc sạc này còn rất là đẹp, chưa bị vỡ mè gì cả. Toshiba hàng ngày đời 2016, hàng Toshiba thì gần như là chỉ sử dụng tại Nhật thôi, không có hàng xuất, đây hàng nội địa Nhật mà. 1420 baht rất là khỏe. Giá 1 triệu 100 nghìn anh em nhé, bao ship cho các bạn luôn. Đầy đủ hộp xốp mã số 27. Đầy đủ vỏ hộp luôn.